Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ tư ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa tiếp và làm việc với đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam. Thành phố Hưng Yên thực hiện tốt công tác chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Mỹ Hào khó khăn trong xử lý vi phạm công trình thủy lợi. Uống quá nhiều nước ngọt, bé gái 12 tuổi bị đái tháo đường. Sáng nay, tại trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp và làm việc với ngài Choi Jung-sam, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam cùng các cộng sự, doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Hàn Quốc đến thăm và làm việc tại Hưng Yên. Cùng tiếp và làm việc về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới ngài Choi Jung-sam và các cộng sự, đồng thời chúc quan hệ giữa hai nước Việt Nam Hàn Quốc nói chung, tỉnh Hưng Yên và đại sứ quán Hàn Quốc nói riêng ngày càng phát triển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định tỉnh Hưng Yên luôn coi trọng tinh thần hợp tác thân thiện hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc cũng như các hoạt động xúc tiến thương mại hợp tác đầu tư tại tỉnh Hưng Yên. Hưng Yên luôn chào đón và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào địa bàn. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, cùng với sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ giữa hai nước, thời gian qua, quan hệ giữa tỉnh Hưng Yên và Đại sứ quán Hàn Quốc cũng tiếp tục được duy trì. Tỉnh Hưng Yên luôn nhận được sự hợp tác hỗ trợ của các đối tác Hàn Quốc. Hiện nay, Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại tỉnh Hưng Yên với 168 dự án có số vốn đăng ký trên 1,1 tỷ đô la Mỹ, tạo việc làm cho gần 24.000 lao động. Các doanh nghiệp Hàn Quốc là những nhà đầu tư triển khai dự án khá hiệu quả. Năm 2023, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 226 tỷ đồng. Thành công của doanh nghiệp Hàn Quốc đang tạo hiệu ứng tích cực cho làn sóng dịch chuyển đầu tư đến Hưng Yên nói riêng và Việt Nam nói chung. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cũng như cá nhân ngài Choi Jung-sam sẽ tiếp tục hỗ trợ là cầu nối giúp các doanh nghiệp Hàn Quốc, như là các doanh nghiệp lớn uy tín có cơ hội tìm hiểu hợp tác đầu tư tại tỉnh. Chính cái mối quan hệ này cũng đã đóng góp rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên đạt được trong suốt thời gian qua. Thì tôi rất có niềm tin là vị thế dẫn đầu của các nhà đầu tư nước ngoài tính theo quốc gia thì vị trí số 1 cũng sẽ sớm về thuộc về các nhà đầu tư Hàn Quốc, bởi vì là chính phủ của hai nước rất hỗ trợ cho hoạt động đầu tư của nhà đầu tư Hàn Quốc ở Việt Nam. Và cái thứ hai nữa là chúng ta có dự án LH, và thậm chí LH cũng đang bày tỏ một cái mong muốn tiếp tục mở rộng có thêm các cái khu công nghiệp ở Hưng Yên để tiếp nhận các cái dự án của Hàn Quốc. Thì tôi nghĩ là nếu như mà ngài đại sứ rồi chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ cùng với sự đồng hành hỗ trợ của chúng tôi nữa, thì tôi tin là cái đầu tư của Hàn Quốc trong thời gian tới đây sẽ tăng lên rất là nhanh. Ngài Choi Jung-sam, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chân tình và nồng hậu của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng thời bày tỏ niềm vinh dự đến thăm làm việc tại tỉnh Hưng Yên, địa phương nằm sát thủ đô Hà Nội. Ngài đại sứ bày tỏ vui mừng trước những thành tựu về phát triển kinh tế xã hội mà tỉnh Hưng Yên đạt được thời gian qua và rất ấn tượng về bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, đất và người Hưng Yên. Ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Jung-sam đánh giá cao sự hỗ trợ giúp đỡ của tỉnh Hưng Yên đối với các doanh nghiệp của Hàn Quốc đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Hưng Yên tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động trên địa bàn tỉnh, kịp thời giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc giúp doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại tỉnh phát triển. Về lĩnh vực hợp tác kinh tế, tôi cũng rất cảm ơn ngài Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh trong thời gian vừa qua đã rất quan tâm và hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Rất cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã có lời chúc cho các doanh nghiệp Hàn Quốc trong thời gian tới sẽ không dừng lại ở vị trí thứ hai, mà sẽ đồng thời cố gắng phối hợp để vươn lên vị trí thứ nhất trong các nhà đầu tư nước ngoài tại tỉnh Hưng Yên. Cùng với sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ giữa hai nước, thời gian qua, quan hệ giữa tỉnh Hưng Yên và Đại sứ quán Hàn Quốc cũng tiếp tục được duy trì. Tỉnh Hưng Yên luôn nhận được sự hợp tác hỗ trợ của các đối tác Hàn Quốc. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã giới thiệu về tiềm năng thế mạnh cũng như sự thân thiện hiếu khách của người Hưng Yên.
khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng, những thành tựu nổi bật của tỉnh Hưng Yên và nhấn mạnh với những tiềm năng lợi thế mà tỉnh Hưng Yên đang có sẽ là cơ hội thu hút các nhà đầu tư tập đoàn lớn của Hàn Quốc. Bí thư tỉnh ủy đề nghị Đại sứ quán Hàn Quốc, Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc, COSAM, Phòng Thương mại Công nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, KCCI hỗ trợ giới thiệu các nhà đầu tư doanh nghiệp và các đối tác Hàn Quốc có tiềm năng đến khảo sát triển khai các hoạt động hợp tác đầu tư vào tỉnh Hưng Yên, đồng thời hỗ trợ tỉnh Hưng Yên để tổ chức các đoàn công tác của tỉnh sang triển khai các hoạt động đối ngoại kết hợp xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tại Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Hàn Quốc đầu tư vào Hưng Yên, đặc biệt là tiếp tục đầu tư vào các khu công nghiệp, triển khai các khu công nghiệp của Hàn Quốc để chúng ta thực sự thậm chí là sẽ có những cái khu công nghiệp chuyên ngành công nghệ cao của Hàn Quốc. Nên tôi rất muốn là Hàn Quốc tới đây cũng sẽ có thêm những cái khu công nghiệp chuyên ngành về công nghệ cao, chất bán dẫn hay là pin năng lượng vân vân. Đấy, những dự án về điện tử đấy, thì đây là thế mạnh của các nhà đầu tư Hàn Quốc. Tại buổi tiếp, đại diện các doanh nghiệp tập đoàn lớn của Hàn Quốc cũng đã trao đổi một số lĩnh vực về phát triển nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả năng lực hành chính công, công nghiệp năng lượng, điện tử và kế hoạch đầu tư vào tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm của ngài đại sứ Choi Jong-sam và các tập đoàn doanh nghiệp của Hàn Quốc đã có những đánh giá tốt đẹp về tỉnh Hưng Yên. Đồng chí khẳng định tỉnh Hưng Yên sẽ tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất để các nhà đầu tư tập đoàn lớn của Hàn Quốc đến tìm hiểu và đầu tư tại Hưng Yên và trở thành những người bạn thân thiết. Tỉnh ủy Hưng Yên vừa có kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý năm 2024. 1. Mục đích yêu cầu. 1.1. Mục đích. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác điều động, luân chuyển cán bộ, các quy định, kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh ủy về điều động, luân chuyển và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý. Thực hiện chủ trương bố trí lãnh đạo chủ chốt cấp huyện không phải là người địa phương và thực hiện nghiêm cán bộ không giữ chức vụ cấp trưởng liên tiếp quá hai nhiệm kỳ 8 năm ở cùng một tổ chức, địa phương, cơ quan, đơn vị. Thông qua điều động, luân chuyển để cán bộ trong quy hoạch được học tập, tích lũy kinh nghiệm, có quan điểm và phương pháp lãnh đạo quản lý toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. 1.2. Yêu cầu. Việc điều động, luân chuyển cán bộ phải được tiến hành nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy định, giải quyết tốt mối quan hệ giữa điều động, luân chuyển với ổn định và xây dựng đội ngũ cán bộ mang tính lâu dài. Đánh giá đúng cán bộ, nhu cầu nơi đi, nơi đến để thực hiện cho phù hợp. Cán bộ được điều động, luân chuyển và chấp hành nghiêm các quy định của cấp có thẩm quyền, quy định, quy chế của cơ quan, nơi đi và nơi đến. Có trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, phát huy năng lực, sở trường, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 2. Nội dung thực hiện. 2.1. Tiếp tục thực hiện những nội dung của kế hoạch số 205 KHTU ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Cụ thể, từ tỉnh về huyện, thị xã, thành phố. Phân công điều động giới thiệu hai đồng chí tỉnh ủy viên đang là cấp trưởng các sở, ngành, tỉnh hoặc cấp phó các ban đảng tỉnh làm bí thư đảng bộ cấp huyện. Từ huyện, thị xã, thành phố về tỉnh. Phân công điều động hai đồng chí tỉnh ủy viên đang là bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy làm cấp trưởng các sở, ngành tỉnh hoặc cấp phó các ban đảng tỉnh. Bố trí sang ngang hoặc trong nội bộ khối công tác. Điều động luân chuyển bổ nhiệm ít nhất hai đồng chí đang là cấp phó ở các ban, cơ quan khối đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh sang các sở, ngành thuộc khối nhà nước và ngược lại. 2.2. Tiếp tục thực hiện những nội dung năm 2024 của kế hoạch số 57 KHTU ngày 6 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Cụ thể, thực hiện điều động, luân chuyển, giới thiệu ứng cử hai đồng chí cán bộ trẻ trong quy hoạch ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hoặc các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý về cấp huyện giữ chức vụ ủy viên Ban Thường vụ hoặc phó bí thư cấp ủy cấp huyện, hoặc bổ nhiệm giữ chức vụ cán bộ diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý để đào tạo, bồi dưỡng và chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Xem xét thực hiện điều động, bổ nhiệm một số đồng chí cấp phó các ban, sở, ngành tỉnh có thời gian giữ chức vụ từ 10 năm trở lên. Thực hiện điều động, phân công kiện toàn cán bộ tại địa phương, đơn vị khi cán bộ nghỉ hưu, chuyển công tác. Số lượng cụ thể theo yêu cầu thực tế tại các địa phương, đơn vị. 2.3. Điều động, luân chuyển cán bộ ngành kiểm tra Đảng. Thực hiện theo kế hoạch số 233
KHTU ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ ngành kiểm tra Đảng tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch này theo quy định của Đảng, pháp luật và nhà nước. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Trần Quốc Toản đã ký. Xin chuyển sang thông tin khác. Ngày 11 tháng 6 năm 2024, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã về dự chương trình chuyển giao kỹ thuật và tặng trang thiết bị điều trị cho Trung tâm Y tế huyện Văn Giang. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại chương trình, Bộ Y tế và Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecobac đã trao cho Trung tâm Y tế huyện 5 máy chạy thận nhân tạo và hệ thống lọc nước RO và rửa quả lọc máy chạy thận, tổng trị giá gần 2,3 tỷ đồng. Bệnh viện Bạch Mai là đơn vị chuyển giao kỹ thuật và hướng dẫn đào tạo cho các y bác sĩ tại Trung tâm Y tế Văn Giang để vận hành máy chạy thận nhân tạo. Hiện nay trên địa bàn huyện có nhiều bệnh nhân mắc bệnh suy thận mãn tính đang có nhu cầu lọc máu và điều trị. Tuy nhiên tại Trung tâm Y tế huyện chưa có máy chạy thận nhân tạo. Được hỗ trợ 5 máy chạy thận nhân tạo sẽ giúp giảm thiểu tình trạng quá tải tại các bệnh viện trung ương. Người dân Văn Giang sẽ được điều trị ngay tại huyện, giúp giảm chi phí đi lại khó khăn cho người bệnh. Nhằm góp phần đảm bảo chi trả đúng chính sách, đúng đối tượng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng trục lợi an sinh xã hội, thời gian qua, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương của thành phố Hưng Yên đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, đặc biệt là tiến hành đăng ký mở tài khoản ngân hàng cho người dân. Đây cũng chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai đề án 06 giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố. Từ nhiều tháng nay, chiếc thẻ ATM này được gia đình ông Nguyễn Ngọc Tính giữ gìn rất cẩn thận, bởi khoản tiền chi trả cho chế độ thương binh hạng 3 hàng tháng của ông đều ở trong chiếc thẻ đó. Việc lĩnh tiền chế độ với ông giờ đây tiện lợi hơn rất nhiều. Tiện lợi cái chỗ là thích lấy lúc nào nên lúc bây giờ, có thể để vài tháng tiết kiệm lấy cũng được. Cùng với chiếc thẻ ATM ấy, nhưng tiện ích còn được nhân lên nhiều lần với gia đình ông Hoàng Hữu Lịch. Bởi bản thân ông Lịch do nhiễm chất độc da cam nên việc đi lại khó khăn, sức khỏe yếu. Thêm vào đó, con gái ông cũng do di chứng của chất độc da cam nên không phát triển bình thường được. Nếu như trước đây, việc lĩnh tiền chế độ cho cả hai người mất khá nhiều thời gian thì nay được đơn giản hơn. Hai vợ chồng già rồi, con thì cũng lại không biết gì. Thế cho nên là tôi cũng thấy có cái này tiện lợi. Thì tôi, ông bà già không lấy được thì sắp tới tôi sẽ cái này là tôi chuyển cho con trai lấy. Để nó tiện cho như thế. Phường An Tảo, thành phố Hưng Yên có hơn 400 đối tượng đang hưởng chính sách an sinh xã hội. Để đảm bảo tất cả người dân thuộc diện hưởng chính sách an sinh xã hội được chi trả không dùng tiền mặt, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn phường đã tích cực tuyên truyền vận động người dân thuộc diện hưởng chính sách an sinh xã hội đăng ký tài khoản thực hiện chi trả không dùng tiền mặt. Sau một thời gian triển khai, đến nay 100% đối tượng được chi trả chính sách an sinh xã hội thông qua tài khoản ngân hàng. Ủy ban nhân dân phường đã chủ động tăng cường thời lượng tuyên truyền trên loa đài truyền thanh đến từng gia đình hộ chính sách để hướng dẫn tuyên truyền và đăng ký mở tài khoản qua ngân hàng và cũng được sự ủng hộ của ngân hàng miễn phí cho các đối tượng khi mở tài khoản. Tính đến nay, thành phố Hưng Yên có hơn 7.480 đối tượng đang hưởng chính sách an sinh xã hội. Trong đó, có 7.120 đối tượng đã thực hiện mở tài khoản ngân hàng, chiếm 95%. Trong số các đối tượng đã có tài khoản ngân hàng, có 7.036 đối tượng được chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt, chiếm 99%. Tỷ lệ này cao hơn so với tỷ lệ chung toàn tỉnh và cũng là một trong những địa phương dẫn đầu trong thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Liên quan đến việc chi trả trợ cấp an sinh xã hội, trong đó là có người khiếm thị, một số các địa phương thì như vùng nông thôn là cũng không có các cái cây ATM, cho nên là việc mà để mà cái đối tượng này ra rút tiền mặt thì cũng rất là khó khăn. Chúng tôi đã tính đến là nhờ người thân họ hàng hoặc là nhờ cán bộ thôn khu phố để đứng ra là mở tài khoản rồi là thực hiện các cái giao dịch không dùng tiền mặt cho cái đối tượng này. Những cách làm kết quả mà thành phố Hưng Yên đạt được trong thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt có thể xem là kinh nghiệm để tiếp tục nhân rộng, áp dụng nhằm thực hiện chủ trương chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt trong thời gian tới trên địa bàn toàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn xã Ngọc Lâm và phường Minh Đức thị xã Mỹ Hào hiện đang còn tồn tại hàng chục hộ vi phạm hành lang thủy lợi sông Bắc Hưng Hải. Tuy nhiên các vi phạm này đều đã có từ trước,
nhiều hộ đã có công trình kiên cố và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vì thế rất khó khăn để xử lý các vi phạm này. Xã Ngọc Lâm có hàng trăm hộ nằm trong lưu vực sông Bắc Hưng Hải, chủ yếu hai thôn Nho Lâm và Phúc Bố. Theo người dân cho biết, các hộ này đều đã định cư ở đây từ rất lâu rồi, thậm chí có nhiều hộ còn có trước khi có hệ thống sông này. Tuy nhiên, nếu theo luật thủy lợi và các quy định về hành lang thủy lợi thì các hộ này đều trong diện vi phạm. Ông Nguyễn Thanh Tân, trưởng thôn Nho Lâm cho biết, mỗi khi các hộ sang sửa xây mới các công trình kiên cố, xã và đơn vị quản lý hệ thống Bắc Hưng Hải đều đến giám sát và yêu cầu sử dụng đúng phần đất cũ đảm bảo nguyên trạng hành lang thoát lũ. Các hộ gia đình mà hiện trạng bây giờ đang ở cái hành lang đường sông đấy, cứ 35 hộ đều có giấy chứng nhận quyền sử dụng được đất. Cái công tác quản lý thì đi đến các hộ gia đình để cam kết là không coi như là lấn chiếm cái phạm vi cái hành lang đường sông Bắc Hưng Hải, mà sử dụng hai cái phạm vi mà đất mình đã được trong cái cấp sổ đỏ này. Còn tại phường Minh Đức, dù ít hộ vi phạm hơn nhưng lại khó khăn hơn nhiều. Nguyên nhân là bởi sau khi khai sông, người dân hai tỉnh ở xen kẽ lẫn nhau. Vì thế, trong số chục hộ đang sinh sống trong hành lang sông này, chỉ có một hộ có hộ khẩu ở Minh Đức, còn lại đều là người thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Trên địa bàn của phường thì có một số hộ dân, công dân của thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương sinh sống ở đây đã tồn tại từ lâu. Ủy ban dân phường giao cho các tổ dân phố rồi cán bộ chuyên môn tuyên truyền và nhắc nhở các hộ dân là giữ nguyên các hiện trạng, đảm bảo cái dòng chảy của sông. Kiến nghị đề xuất rằng là cần phải sự phối hợp của các cái cơ quan chức năng của tỉnh Hải Dương để bố trí những cái vị trí giải quyết những cái vấn đề liên quan đến ổn định cái đời sống của nhân dân để đảm bảo cái việc di rời hộ này. Hiện đang là mùa mưa bão, trong khi chờ giải pháp xử lý các vi phạm, các địa phương cần tăng cường công tác quản lý, không để xảy ra vi phạm mới gây ảnh hưởng đến hành lang thoát lũ. Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên vừa điều trị ổn định cho một bé gái 12 tuổi ở thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử bị đái tháo đường type 2, nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê vì có thói quen uống nhiều nước ngọt. Cách đây khoảng độ tầm 3 tuần, khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên cũng có tiếp nhận một trường hợp, một trẻ nữ 12 tuổi vào viện trong bệnh cảnh là hôn mê do toan xê tôn đái tháo đường, phải thở máy rồi duy trì insulin mất hơn một ngày. Sau đấy thì mới bắt đầu tạm ổn định được. Bệnh nhân cũng nằm viện tầm 2 tuần, sau đấy cũng được ra viện. Bạn này có một cái điều đặc biệt, đấy là bạn ấy uống nước ngọt rất là nhiều. Cái tình trạng đấy kéo dài trong vòng phải vài tháng trời. Mùa hè đến cho nên là ngày nào bạn ấy cũng là trà sữa này, nước mía này, nước ngọt có ga này, uống tương đối nhiều. Thì gia đình cũng không kiểm soát được. Do vậy mới dẫn đến cái tình trạng là đường huyết tăng cao một cách từ từ và quá mức, và dẫn đến cái bệnh cảnh nó là vào viện vì hôn mê. Ngày nay xu hướng dùng nước ngọt có ga ngày càng gia tăng ở trẻ em, dẫn đến nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Các bác sĩ khuyến cáo đối với trẻ nhỏ, uống nhiều nước ngọt làm giảm khả năng hấp thụ canxi, ảnh hưởng tới sự phát triển chiều cao. Bên cạnh đó, việc uống nước ngọt khiến cho trẻ mắc các chứng bệnh tim mạch, đái tháo đường sớm hơn so với người có lối sống lành mạnh. Cũng muốn khuyến cáo cho các bậc phụ huynh, một là cái chế độ ăn uống thì các cái loại đồ ngọt như là bánh kẹo ngọt quá này, rồi các loại nước uống, nước ngọt này, trà sữa này mà có nhiều đường thì nên hạn chế. Có thể thay bằng nước ép của gia đình mình chế biến cho các bạn, hoặc là bây giờ các gia đình có lối sống khỏe hơn, có thể hướng dẫn tập cho các bạn uống nước lọc hàng ngày, cung cấp đủ nước là được. Cái thứ hai nữa là để ý về chế độ sinh hoạt, mình cũng cần vận động nhiều hơn. Có những cái dấu hiệu định hướng đến đái tháo đường, các bậc phụ huynh có thể theo dõi cho con nhà mình. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.